liên tục đến bài Phật ở đâu. Bài này Ngài viết ngày 19 tháng 10, 1968 tại Tokyo. Nam mô A Di Đà Phật. Phật ở đâu khi có người hỏi tới? Chỉ vào tâm tôi liền nói ở đây. Lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngó đêm ngày, sẽ thấy Phật từ xưa nay ở đó. Dùng tâm ngó không nên dùng mắt, lấy tâm nghe đừng có lấy tai nghe. Ngó nghe luôn trong lòng chẳng bỏ bê, bọn lục tặc hết lâm le phây rồi. Ấy là diệu pháp về phương đối nội, nhưng còn phương đối ngoại cũng nên phòng. Lấy giới răng làm vách sắt thành đồng, dùng trí huệ từ tâm phong tương ta. Cảnh đau khổ mê si nguyện giải pháp, cho khắp nơi thiên hạ được an vui. Đổi trần gian thành cực lạc tốt tươi, khiến ai cũng thật là người Bồ Tát. Tát cạn sông mê là việc khó, lấp bằng bể khổ dễ gì đâu. Tuy nhiên khó dễ không do cảnh, do ở tâm người giác cạn sâu. Cảnh do tâm mà biến, tâm do cảnh mà sầu. Biến sầu có do đâu, thiệt chân giác ngộ tâm và cảnh, phàm thanh cách nhau một mấy đầu. Tưởng như lai ở xa đâu, không dè sò có hột châu trong mình. Nam mô A Di Đà Phật.